Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu với mọi người một cái căn nhà được xây dựng độc lập. Cụ thể thì nó thuộc tổ 6, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này mà cách với bến xe Yên Nghĩa mọi người nha, nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi ạ. Nó cách với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Nó chỉ phạm vi bán kính 800m quay đầu. Xung quanh ngập tràn tiện ích và đi lại rất là thuận tiện. Thuận tiện với trục đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, đường Quang Trung. Thuận lợi với cái tuyến đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Mọi người ơi, từ vị trí của cái căn nhà này mà cách với trục đường cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 1,2 cây thôi mọi người ạ. Đi lại rất là tiện. Và cái đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế ở trên video nha, có sao thì Ngọc Ánh sẽ quay đúng như thế. Thì đường ngõ trước nhà ở đây cụ thể thì nó khoảng tầm 2m2. Từ vị trí cái căn nhà này nó cách đường ô tô rất là gần mọi người ơi. Kia kìa, kia chính là đường ô tô, nó chỉ cách khoảng tầm 30m thôi ạ. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Với cái căn nhà này được xây dựng kiên cố, duy nhất một căn rất là chắc chắn. Diện tích 35m2, hướng nhà là hướng đông nam mọi người ơi. Và với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái phần thiết kế của ngôi nhà thì cửa chính của ngôi nhà ở đây đó chính là cửa gỗ đây ạ. Đó, với phần cửa chính của ngôi nhà là thiết kế cửa gỗ. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà là 3,5m nha. Rất là rộng và rất là thoáng. Quan trọng là cái hướng đông nam này nó rất là mát mọi người ạ. Và mời theo em vào cái phần chính của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế cầu thang ở giữa. Như quý vị nhìn thực tế, Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Đấy, thì phần gạch lát nền ấy quý vị có thể nhìn luôn, ở đây là gạch kích thước là 60-60 vân đá. Với cái phần phòng khách thì được thiết kế là hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn nhà này thiết kế cũng rất là hài hòa với cái diện tích nó 35m. Và đây chính là cái phần phòng bếp của ngôi nhà đây ạ. Toàn bộ phần phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong. Nói chung với căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước, thiết bị vệ sinh, những cái nội thất cơ bản là gần như đã được hoàn thiện xong chỉnh chu hết rồi mọi người ạ. Đây, tủ bếp thiết kế là tủ gỗ sồi và mặt bếp thì ốp đá granite. Với phụ kiện bếp đi kèm cũng đều được lắp đặt đầy đủ chất liệu inox 304. Đó, và trong cái không gian phòng bếp ở đây thì mọi người có thể nhìn thực tế là cũng được thiết kế trần thạch cao. Chủ nhà thì cũng rất là chỉnh chu và chăm sóc cho cái căn nhà này. Đó là cái đèn này, đèn trang trí thôi nhưng cũng rất là đẹp mắt và nhìn nó cũng rất là hài hòa mọi người ạ. Tranh này, phía tầng 1 của ngôi nhà ngoài cái phần phòng khách này, phòng bếp này thì ở đây còn có một cái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 1 này thì quý vị nhìn nha, ở trên video thực tế là có bồn cầu này, có bình nóng lạnh này. Bình nóng lạnh ở đây thì chủ nhà lắp ở đây để mọi người có thể rửa bát được. Lavabo này, gương tắm này và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người ạ. Đó, Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể của các căn nhà này. Toàn bộ cái cầu thang đi lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế là ốp đá đen cổ trắng mọi người nha. Và mời theo em lên trên phía tầng trên của ngôi nhà để khám phá xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim. Và ở đây thì là thiết kế mọi người nhìn thực tế luôn. Ở đây nó là inox uốn nha mọi người. Và tiếp theo trên phía tầng 2 này thì thiết kế gồm 2 phòng ngủ rất là rộng. Một phòng vệ sinh ở giữa, cầu thang giữa. Mời theo em vào cái căn phòng ngủ phía trong của ngôi nhà đây. Có cửa sổ mở ra rất là thoáng. Ống chờ dây chờ được lắp đặt đầy đủ hết rồi mọi người ơi. Đấy, cái căn phòng ngủ này cũng thiết kế rất là vuông vắn nha mọi người. Toàn bộ cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ mọi người ạ. Đây, với quan trọng nhất nó là vị trí thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi. Vị trí của căn nhà này nó rất là gần với bến xe, rất là gần với lại, đặc biệt ở đây là gần với trường đại học Fenica ấy mọi người ơi. Nó gần đấy. Đây là cái căn phòng ngủ ở phía trước của ngôi nhà. Đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em ở đây. Cửa sổ này, thông thoáng hai bên, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà không thiết kế trần thạch cao mọi người nha.
Ở đây là trần thường, quý vị nhìn thực tế luôn, nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh review nó đúng là như thế. Giá chào bán của căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chào bán là 2 tỷ 600 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị nào đang tìm một căn nhà được xây dựng độc lập, được xây dựng gần với khu đô thị Đô Nghĩa này, gần với bến xe Yên Nghĩa này, gần với trường đại học Phenica này, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn thì căn nhà này rất đáng để quý vị lựa chọn, bởi vì được thiết kế và xây dựng một căn rất là chắc chắn, kiên cố, cột móng. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đây mọi người nha, được thiết kế đầy đủ với cái hệ thống sen tắm này, bồn cầu này, cũng như là ở đây hút mùi và bình nóng lạnh nha. Đó, rất là hài hòa, đầy đủ phụ kiện. Với căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở thôi. Đó, đây chính là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Và tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này, căn nhà này đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Vị trí đi lại giao thông rất là đắc địa quý vị ơi, xung quanh thì ngập tràn tiện ích và dân cư thì vô cùng đông đúc mọi người ạ. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về những cái tiêu chí mà quý vị đi tìm nhà thì căn nhà này hoàn toàn 100% là có thể đáp ứng cho quý vị. Đó. Không lỗi phong thủy, không đường tâm, không thấp hậu, không gần đình chùa miếu mạo, giá chào bán cũng rất là hợp lý với một căn nhà được xây dựng độc lập, kiên cố, chắc chắn như thế này. Đó, nhà vệ sinh đây, nhà vệ sinh từ tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều được thiết kế lắp sẵn bình nóng lạnh, bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm này, quạt hút mùi. Đó, phòng nào cũng có cửa sổ thông thoáng ra đằng sau, cửa sổ thoáng trước, thoáng sau, ngập tràn ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong ngôi nhà này mọi người ạ. Và đường, cái căn nhà này thì ngõ rất là nông, ngõ ra tới trục đường ô tô đi lại được nó chỉ tầm 30m thôi, đi lại rất thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà. Đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà đây ạ. Lên trên tới đây là ngập tràn ánh sáng, quý vị nhìn thực tế ở đây này. Ở đây chủ nhà lắp cho mình một cái bức tranh ở phía tầng 4 đây, rất là đẹp nha, thiết kế khá là cầu kỳ. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào ạ? Ở đây chính là cái phần phòng thờ của ngôi nhà, 4 phòng, cầu thang giữa, phòng bếp, phòng khách riêng, 4 phòng ngủ riêng, phòng thờ riêng. U là trời cái công năng mọi người ạ, phải nói luôn là công năng của cái ngôi nhà này nó quá đỉnh luôn. Giá bán 2 tỷ 6. Và đây là phần sân phơi. Đây mọi người ơi, mọi người thấy cái căn nhà này xây dựng nó có độc đáo không? Đó, phía tầng 4 của ngôi nhà còn có cả một cái chiếc lavabo này. Đây là cái phần để máy giặt này, sàn thoát nước này, ổ cắm này. Đây, thoáng ơi là thoáng luôn. Xung quanh mọi người có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh nhá. Khu vực dân cư đi lại nó đông đúc vô cùng, cách với vị trí căn nhà này chỉ tầm 100m thôi, mọi người có thể đi chợ được. Trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 nó chi phạm vi bán kính 500m quay đầu thôi, đi lại giao thông quá là tiện. Mầm non cấp 1, cấp 2 rồi trường đại học cao đẳng, nói chung vân vân. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những vị khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.